chiếc máy làm sữa chua ra đời nhằm giúp người nội trợ cảm thấy tiện hơn để làm những hũ sữa chua ngon lành, bởi nó là một dụng cụ ủ nhiệt, tạo ra mức nhiệt ổn định để sữa chua được lên men đều và ngon hơn. Đối với nhiều gia đình, máy làm sữa chua trở thành một dụng cụ hỗ trợ không thể thiếu trong căn bếp của mình. Sự đa dạng về các thương hiệu, từ cũ đến mới khiến bạn phân vân không biết nên mua máy làm sữa chua loại nào tốt, cốc ủ sữa chua chất liệu nào tốt, máy làm sữa chua của hãng nào bền và hợp với gia đình mình. Hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết hơn trong video này nhé! 1. Máy làm sữa chua Zedman là thương hiệu của Mỹ. Từ lâu Zedman đã được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng sử dụng. Các mặt hàng nổi bật của CHEFM có thể kể đến như máy sữa chua Zedman, hộp cơm cắm điện Zedman, lò vi sóng. Máy làm sữa chua Zedman rất đa dạng về kiểu dáng, cũng như mẫu mã để người tiêu dùng lựa chọn. Sản phẩm có hai loại chính là loại 8 hũ nhựa và loại 12 hũ nhựa. Hiện các sản phẩm này đang được bán trên thị trường với mức giá dao động từ 150 đến 400 nghìn đồng. 2. Làm sữa chua Kangaroo. Được thành lập từ năm 2003, cho đến nay Kangaroo đã thể hiện được vị thế của mình trên thị trường đồ điện gia dụng Việt Nam. Với bề dày lịch sử và sự phát triển không ngừng, các sản phẩm của Kangaroo luôn luôn thay đổi để kịp với xu hướng phát triển. Máy làm sữa chua Kangaroo làm ra thành phẩm sữa chua chất lượng thơm ngon, béo ngậy. Giá bán các sản phẩm này trên thị trường cũng khá thấp, trung bình khoảng 500.000 đồng là bạn đã có thể sở hữu được một chiếc máy của thương hiệu này, phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều gia đình tại Việt Nam. 3. Máy làm sữa chua Severin. Được thành lập vào những năm 1892, với bề dày hơn 100 năm phát triển, thương hiệu Severin vô cùng nổi tiếng tại Đức. Các mặt hàng của Severin luôn được đánh giá tốt, vì thế hãng luôn có doanh số bán hàng khủng tại các nước trên thế giới. Tại Việt Nam, một số mặt hàng của Severin phổ biến cao như lò vi sóng, ấm đun nước hay vỉ nước. Máy làm sữa chua Severin luôn được yêu thích, Severin luôn được so sánh với nhãn hàng Kangaroo. Tuy nhiên mức giá bán máy của Severin cao hơn rất nhiều và chỉ tập trung vào thị trường cao cấp. Các sản phẩm thường được bán với giá hơn 1 triệu đồng. Với thiết kế đẹp mắt, tinh tế, kiểu dáng nhỏ gọn, máy Severin có thể mang đi bất cứ đâu. Máy được làm hoàn toàn từ các chất liệu cao cấp, như thân máy được làm từ nhựa ABS an toàn, chịu lực, chịu nhiệt cao, cốc thủy tinh chắc chắn giúp chất lượng sữa chua hoàn hảo nhất. 4. Máy làm sữa chua Panasonic. Panasonic là một thương hiệu của Malaysia đã xuất hiện từ lâu tại Việt Nam. Đến nay các sản phẩm của Panasonic đã có mặt ở hầu hết các nước Đông Nam Á và nhận được đánh giá tích cực về chất lượng sản phẩm. Mặc dù không thể so sánh với các thương hiệu rất nổi tiếng bên trên, nhưng máy của Panasonic được đánh giá rất tốt về năng làm sữa chua. Sản phẩm đa dạng các mẫu mã, tính năng hiện đại, dễ sử dụng. Bạn có thể lựa chọn máy làm sữa chua Panasonic PIM700 để sử dụng trong gia đình mình. Ngoài ra, nếu bạn chưa biết thì Panasonic cũng sản xuất cả máy làm sữa đậu nành. 5. Máy làm sữa chua Yoghurt Maker. Cuối cùng là một sản phẩm đến từ Nhật, máy làm sữa chua Yoghurt Maker HGI260. Mặc dù khá mới ở thị trường Việt Nam, nhưng máy của thương hiệu Yoghurt Maker được đánh giá khá cao, dần chiếm được lòng tin khách hàng. Với thiết kế độc đáo, Yoghurt Maker HGI260 thu hút sự chú ý của người mua hàng, sản phẩm hoàn toàn khác biệt các dòng máy truyền thống. Hiện sản phẩm này đang được bán trên toàn quốc với giá 220.000 đồng. Khách hàng có thể dễ dàng mua tại Tiki hay Shopee. 6. Máy làm sữa chua Steba. Về thương hiệu, là thương hiệu danh tiếng của Đức, Steba được khách hàng trên thế giới đánh giá là sản phẩm đạt chất lượng cao. Các sản phẩm của Steba đang được bán tại thị trường Việt Nam, hầu hết là sản phẩm nhập nguyên chiếc 100%. Tuy nhiên máy của Steba có giá khá cao, dao động từ 1 đến 1,5 triệu đồng, vì thế không phải ai cũng có thể mua được. Bạn cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua sản phẩm. Vừa rồi là top 5 hãng máy làm sữa chua tốt nhất hiện nay. Mong rằng các review phía trên giúp bạn biết được máy làm sữa chua loại nào tốt và phù hợp với mình nhé. Link sản phẩm mình để sẵn dưới phần mô tả để các bạn tham khảo. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.